một nguồn bo duy nhất đó thôi. Và thật sự Oanh có so sánh về chất lượng giữa cái nguồn bo tạo ra cây mít của Hoàng Anh đang làm với những cái nơi khác, thì Oanh thấy phải wow lên rằng một công chăm sóc quý bà con chúng ta đạt được trái mít từ 15 tới 20 kg rất là dễ luôn bà con. Cái loại này cho cái trái mít to, mít bự, mít nặng ký rất là dễ và cái mẫu mã. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Lời đầu tiên thì Oanh xin phép được cảm ơn quý bà con chúng ta đã luôn luôn yêu thương Hoàng Anh cùng với đội ngũ của Willow Farm. Và chính vì đó mà Oanh đã có thêm rất nhiều động lực để có thể thực hiện những video mà quý bà con chúng ta thường hay hỏi. Bà con cũng biết là Oanh đang đứng kế bên những cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, và ngày hôm nay thì trong chuyên mục giải đáp những cái thắc mắc về mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm liên quan tới cây giống, thì Hoàng Anh xin phép được chọn ra câu hỏi nhiều nhất mà quý bà con chúng ta đang hỏi Hoàng Anh, đó là có nên trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm hay không? Thì câu trả lời của Hoàng Anh là say yes nha bà con nhé. Như là những cái video mà Hoàng Anh đi thực tế tại vườn, mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm bà con chúng ta có thể thấy về tốc độ sinh trưởng và phát triển của nó, từ khi cây còn nhỏ nó đã ngùng ngục phát triển rất là lớn, phát triển rất là nhanh, phát triển rất là lẹ. Bà con thấy là cái chòi tược của nó cực kỳ mập mạp luôn. Đây bà con thấy cái tược của nó mập, rất là đáng yêu. Mà từ giai đoạn cây con, cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nó đã phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, khỏe hơn, sung hơn và sức đề kháng tốt hơn rất nhiều so với mít Thái. Vậy thì với đặc tính là sung, phát triển nhanh, phát triển mạnh, rồi thêm nữa là gì ạ? Kháng lại sâu bệnh hại tốt, đặc biệt là kháng lại cái bệnh mà nứt thân xì mũ. Tức là sức đề kháng của bạn tốt, bạn kháng lại cái việc nóng khuẩn nên ngăn ngừa cái bệnh nứt thân xì mũ rất là tốt nha bà con nha. Dẫn đến lợi ích là sẽ giúp cho cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm của bà con chúng ta phát triển rất là nhanh, dẫn đến chúng ta sẽ sớm có thu hoạch. Dạ, và bằng chứng là gì ạ? Khoảng 14 tới 16 tháng, nếu mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà con chúng ta chăm tốt, bà con chúng ta có thể bắt đầu để bông, để lứa trái bối đầu tiên. Thì thêm tầm khoảng từ 4 tới 5 tháng nữa chúng ta sẽ có thu hoạch, tức là chưa tới 24 tháng bà con chúng ta đã có cái nguồn thu, đã có cái dòng tiền từ mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm rồi, nhờ cái đặc tính là nó phát triển rất nhanh, khả năng kháng lại sâu bệnh hại tốt, sức đề kháng tốt, kháng lại cái việc mà nứt thân xì mũ, một cái bệnh thường xuyên gặp ở cái mít Thái rất là nhiều, và bệnh đó nan giải luôn đó nếu bà con chúng ta đi phân hóa học nhiều nữa đó. Thì cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm chúng ta lại phát triển, phải khắc phục được việc đó. Và Oanh thấy đây là một cái lợi ích đầu tiên mà Oanh cần phải chia sẻ với bà con chúng ta nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta nên trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Nếu mà nói về sức sinh trưởng của cây thì chúng ta mới nói về phía nhà nông mình thôi. Còn nếu mà nói về thị trường thì sao bà con ơi? Thị trường hiện tại bây giờ mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, Oanh tiết lộ bà con một cái thông tin rất là hay, là nó đang được mua với giá 45 tới 55 ngàn một kg, thậm chí có nơi mua 60 ngàn đồng một kg nếu quý bà con chúng ta tạo ra chất lượng thương phẩm cho trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm chúng ta sao ạ? Đẹp, tròn, lên màu đỏ cam đậm, sơ ít, hạt nhỏ nha bà con nha. Nó rất là hay cho chỗ đó. Tức là bản chất của nó đã sở hữu nhiệt định tính nó rồi, nhưng mà con gia tăng được cái giá bán ra nữa thì bà con chúng ta cần phải tập trung vào cái mẫu mã và chất lượng ở bên trong của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Vậy thì với đặc tính là hiện tại thị trường đang chấp nhận mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm rất là nhiều và bán được với giá rất là cao nha bà con nha. Cụ thể là gì? Cụ thể là 45.000 tới 55.000, thậm chí 60.000 đồng cho 1kg mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Dẫn tới lợi ích là bà con chúng ta sẽ có một cái thu nhập rất là cao từ việc chúng ta trồng mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Nếu đứng ở thời điểm hiện tại, xét về nhiều góc độ như là cách chăm sóc, phân thuốc, chi phí, thời gian, nhân sự, thì xét thời điểm hiện tại thôi nha, thì mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm sẽ có được cái lợi ích nhiều hơn so với việc bà con trồng cả cây sầu riêng Musakin hay sầu riêng Thái riêng nữa đó bà con ạ. Nhưng mà Oanh chỉ xét ở khung hiện tại thôi nha. Bà con đừng ném đá Hoàng Anh, tội nghiệp Hoàng Anh nha bà con nhé. Chứ bà con cũng thấy thì Hoàng Anh sản xuất rất là nhiều các cái loại cây ở trong vườn, từ cây mít cho tới cây sầu riêng và cây những cây họ có múi chứ không phải riêng gì cây mít. Nhưng mà đối với cây mít Hoàng Anh thường hay chia sẻ nhiều, tại vì bà con thấy là người dân miền Tây chúng ta làm, và ngay cả người dân nông dân chúng ta làm cái gì nhanh, làm cái gì sớm, làm cái gì mạnh thì chúng ta rất là thích. Và con thấy nguyên một giải này, hôm trước là Oanh nói Oanh ghép mười mấy ngàn và Oanh đã có hợp đồng trước rất là nhiều, và con thấy rút đi gần hết rồi, và những cây còn lại nó vẫn đang tấn lên phát triển rất là tốt. Hồi nãy giờ Oanh đã chia sẻ với bà con chúng ta hai cái đặc tính rất là hay và dẫn tới là điều ta gia tăng thu nhập cho quý bà con chúng ta một cách bền vững rồi, bà con lưu ý giùm Hoàng Anh nhé. Rồi, nếu mà nói riêng về cái giống mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm của Willow Farm, bà con sẽ thấy có một cái đặc tính này nữa nè, là nó sẽ cho trái lớn,
Trái lớn tức là trái nặng ký cho trái sớm, là sớm trái hơn những cái loại đang có trên thị trường tầm từ 2 tới 3 tháng, được tiết kiệm thời gian. Cơm dày, hạt nhỏ, muối cao, ráo nước nha bà con nha. Cơm dày, hạt nhỏ, muối cao, ráo nước, đó là những đặc tính để Oanh có thể miêu tả được cho bà con chúng ta về loại mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm mà Willow Farm đang sản xuất. Willow Farm chỉ lấy một nguồn bo duy nhất để có thể ghép ra những cây mít cho quý bà con chúng ta, nên nhiều khi bà con chúng ta đến bất tử, bà con nói giờ cung cấp cho anh 5.000 cây đi Oanh ơi, dạ dạ anh cho em xin thời gian để em có thể sản xuất cho anh. Tại vì là bên em là sản xuất theo đơn đặt hàng, vì nguồn bo của tụi em rất giới hạn, tụi em chỉ lấy một nguồn bo duy nhất đó thôi. Và thật sự Oanh có so sánh về chất lượng giữa cái nguồn bo tạo ra cây mít của Hoàng Anh đang làm với những cái nơi khác, thì Oanh thấy phải wow lên rằng một công chăm sóc quý bà con chúng ta đạt được trái mít từ 15 tới 20 kg rất là dễ luôn bà con. Cái loại này cho cái trái mít to, mít bự, mít nặng ký rất là dễ, và cái mẫu mã của nó rất là đẹp. Nên Oanh thấy là bản thân mình cũng rất là hoan hỷ, và bản thân mình cảm thấy rất là vui sướng vì Hoàng Anh đã đưa ra một cái loại mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm rất là đúng trên thị trường. Từ những cái đặc tính mà về loại mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm mà Willow Farm đang sản xuất ở đây, dẫn tới cái lợi ích là bà con chúng ta sẽ có năng suất rất là cao. Bản thân mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm năng suất đã cao rồi, mà cái loại mít mà Willow Farm đang ghép lại có năng suất rất là cao hơn nữa, ở chỗ là nó rất là nặng ký bà con. Gọi là chắc ruột chắc thịt đó. Nhìn hai người có một cái body hình thể giống nhau, nhưng người nào chắc thịt á, hen, người nào mà cơ nhiều á thì bạn đó sẽ rất là nặng ký. Này đó là tương tự cho là cây mít ruột, cái loại mít ruột đỏ mà Willow Farm đang chia sẻ. Đó, bấy nhiêu cái lợi ích thôi, bà con đã thấy là mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm rất là đáng trồng. Và hiện tại bây giờ mít Thái cũng đang có giá tầm khoảng 15-20 ngàn. Nhưng bà con nhớ giùm Hồng Anh, biên độ dao động giá của mít Thái bây giờ rất là lớn, và cái diện tích trồng mít Thái đã quá rộng rồi bà con. Có lúc mít Thái 5 ngàn, có lúc mít Thái 30 ngàn. Dạ, hồi năm rồi, đằng những năm trước thì có lúc mít Thái lên 50-60 ngàn. Nhưng mà nó không có phải là nó biên độ dao động nó quá lớn, và nhiều khi chúng ta rơi vào cái thời điểm thấp của giá thì chúng ta rất là buồn, đúng không ạ? Còn đối với mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm, Oanh dự đoán trong tầm từ năm rồi tới năm nay và tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa, bà con sẽ thấy là giá của nó rất là ổn định, dao động từ 25, 35, 45, 55, 60 ngàn đồng 1 kg. Bà Oanh nói thiệt, bài toán kinh tế chỉ cần bà con chúng ta bán được cái mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm này 10 ngàn đồng 1 kg thôi là đã rất rất là giàu so với một cái diện tích bà con chúng ta bỏ ra khi mà chúng ta trồng cây khác rồi bà con ạ. Và cây mít thì nó quá dễ cho việc trồng, và Oanh cũng đã làm rất nhiều các cái video chia sẻ với bà con chúng ta về sao chăm sóc cây mít, làm sao phát triển nhanh, rồi chăm sóc cái trái làm sao để làm bông cho trái mít ruột đỏ siêu vàng siêu sớm là tròn đều mảy đẹp, đi phân bón làm sao, đi như thế nào, Oanh đã chia sẻ hết cho quý bà con rồi. Nhưng mà Oanh thấy cũng rất là nhiều quý bà con chúng ta chưa có rõ về cái loại mít này, thì Oanh sẽ làm thực tế cho bà con chúng ta thêm nhiều video hữu ích hơn nữa. Rất là mong là bà con chúng ta sẽ đón nhận những cái video của Hoàng Anh cùng với đội ngũ của Willow Farm nhé bà con nhé, bằng cách nhấn vào nút like hiện trên màn hình, nhấn vào cái chuông bên dưới, và nhớ chia sẻ video này cho những người bạn của mình đang tìm hiểu việc trồng mít. Tại vì mít ruột đỏ trên thị trường nó có tới mười mấy dòng, và đều để là mít ruột đỏ Indo, đều báo là mít ruột đỏ Indo, nhưng cái loại bo nào ghép ra chuẩn nhất và mang lại cái năng suất cũng như giá thành trái cao nhất thì bà con chúng ta nên cân nhắc kỹ. Và Hoàng Anh cũng rất là may mắn rằng cái gì Hoàng Anh làm nó cũng có lộ trình, cũng có sự đánh giá thực tiễn, cũng có làm thực tế hết, nên là Hoàng rất là tự tin để chia sẻ với bà con chúng ta về những điều này. Hoàng Anh là sản xuất nè, bà con thấy nguyên một cái mô hình sản xuất luôn, chứ không có phải là đi gia công hay gì hết nha bà con nha. Sầu riêng Musakin, rồi sầu riêng Lách Thon cũng vậy, nguồn bo rất là rõ ràng để có thể mang lại cho sự an tâm cho quý bà con của chúng ta. Chứ sau đó, rồi sao nữa ạ? Hoàng Anh lại tiếp tục đồng hành với bà con chúng ta. Người thật việc thật, không phải nói trên video. Bà con chúng ta thấy Hoàng Anh cùng với đội ngũ kỹ thuật như anh Hùng, anh Viễn, anh Trương, các anh em kỹ thuật của Willow Farm thường xuyên đến tận vườn quý bà con chúng ta để có thể hỗ trợ tiếp cho giai đoạn tiếp theo quý bà con chúng ta. Và thật sự cái chi phí đó, chi phí về xăng mà con thấy tăng lên mỗi ngày nè, thậm chí bây giờ không đi xách xe ra đường không có tiền, có tiền cũng không đổ dầu được đó. Rồi sao ạ? Chi phí đi lại ăn ở của các đội ngũ kỹ sư nè, rồi thời gian lương bổng cho các kỹ sư nè, thật sự rất là tốn nhiều chi phí. Nhưng Oanh thấy
cái phần đạo đức nghề nghiệp và những cái giá trị cho đi nó lớn hơn cái lợi nhuận và những cái chi phí mà Oanh bỏ ra rất nhiều. Nên là Oanh vẫn đội ngũ Willow Farm gọi là thống nhất với nhau, nắm tay nhau cùng một giá trị cốt lõi là trao tặng những cái gì mình biết, những cái gì mình thấy hiệu quả, thiết thực và thực tế để trao tặng cho quý bà con chúng ta. Rất mong là bà con chúng ta sẽ yêu thương không chỉ Oanh thôi mà cả đội ngũ Willow Farm nhiều hơn nữa. Đừng rủ nhậu nha bà con nha, đừng mừng gà mừng vịt gì hết. Thấy mấy hôm nay anh Diễn anh đi vườn bà con chúng ta cứ mừng gà suốt, tốn kém quý bà con chúng ta thiệt là ngại lắm luôn. Bà con chúng ta đừng làm việc đó nha, để gà đó lâu lâu con cháu mình ở Sài Gòn về để mình đãi cho mấy bạn đó, nó sẽ ý nghĩa hơn. Quên rất biết ơn và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại.